sẽ nghiêm túc nhận trách nhiệm và khắc phục sự cố vỡ đường ống nước sông Đà. Đó là mục tiêu mà công ty Vinaconex đang nỗ lực thực hiện để ổn định cuộc sống của các hộ dân. Hiện đường ống nước sông Đà đang cung cấp nước sạch cho hơn 7.000 hộ dân ở các quận Thanh Xuân, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Công ty Vinaconex quyết tâm đảm bảo nguồn nước cung ứng cho người dân một cách an toàn nhất. Với phương châm tiếp tục ổn định để bứt phá, Vinaconex sẽ đi theo chiến lược tập trung vào lĩnh vực bất động sản và thủy điện. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia như nhà ga T2 Nội Bài, cao tốc Hà Nội-Lào Cai, cầu Nhật Tân đã khẳng định thêm thương hiệu của Vinaconex và được bình chọn là một trong 20 thương hiệu nổi tiếng Việt Nam.